làm cho thầy cặp vua. Vua thầy này tính dụ coi, không có dễ đâu nha. Con sẽ làm cho thầy một cặp luôn, một cặp to đùng, để thầy ăn Tết giỏng cho nó đỡ ghiền nha. Con ấy cũng thích ăn dưa, nhưng mà dưa nhỏ thôi chứ to quá con nhường cho thầy. Nó thầy thấy con làm giống không? Để con làm thêm cái miếng dán, con dán lên cái cặp dưa cho thầy nha. Ai chứ thầy ông nội muốn ăn cái gì á là con đi tìm cho thầy liền. Tìm không được thì con làm, để sau này á thầy còn truyền bí kíp cho con nữa. Đó, con tặng cho thầy cặp dưa này thầy ăn Tết nha. Dưa của con á thầy cứ yên tâm, căng tròn mà ngọt nước nữa. Để con xẻ cho thầy ăn luôn nha.